Đào xin cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần 56.5 của đài KVLA. Đây là chương trình trực tiếp phát sóng. Nếu quý vị có những thắc mắc về di trú, quý vị có thể gọi trực tiếp vào đài. Đào sẽ trả lời theo thứ tự, và khi quý vị gọi vào, xin quý vị đứng xa cái truyền hình một chút xíu thì để chúng ta không có bị nhiễu sóng. Thì chúng ta biết là khi chúng ta chuẩn bị một cái hồ sơ để đi phỏng vấn, chúng ta nên chuẩn bị trước những cái điều nào có thể làm được, chúng ta làm trước. Tại vì thông thường có nhiều khi chúng ta bảo lãnh cho anh em hoặc là cho con cái có gia đình, thì không phải ai cũng ở ngoài thành phố hết, có những người ở trong những cái vùng rất là xa xôi. Và khi chúng ta càng ở trong vùng xa xôi chừng nào, vấn đề giấy tờ của chúng ta nó càng phức tạp chừng đó. Cái thứ nhất là tại vì chúng ta không quen trên giấy tờ. Cái thứ hai là vấn đề liên lạc nó khó khăn hơn, và chúng ta cũng chưa bao giờ quen trên những cái vấn đề tiếp xúc trên những cái cuộc phỏng vấn. Thật sự đa số những cái cuộc phỏng vấn là cái người đi được chỉ biết rằng mình đi được, và cái người không đi được đa số thường thường trở lại lặp đi lặp lại chừng nào càng cảm thấy khó khăn hơn. Và cái điều đó làm cho chúng ta khi trở lại nộp hồ sơ, chúng ta cảm thấy lo sợ hơn. Chúng ta nhớ một điều, nếu chúng ta lỡ không chuẩn bị đầy đủ mà chúng ta phải nộp hồ sơ trở lại, một cái điều rất khó cho chúng ta là có cái điều kiện chúng ta phải nộp đầy đủ tất cả giấy tờ chúng ta mới nộp. Tôi xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. À. Alo. Dạ, alo. Dạ, xin mời anh đặt câu hỏi. Dạ. Dạ. Em đang coi trên đài. Dạ, anh đứng xa cái tivi. Dạ. À. Dạ. Rồi anh đặt câu hỏi đi anh. Dạ. Dạ. Hỏi sao? Dạ. Bà xã làm giấy tờ bảo lãnh năm 2006. Dạ. 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 Dạ cảm ơn. Tại vì bà xã làm giấy tờ bảo lãnh anh em qua Mỹ năm 2006. Vâng. Thì cái hồ sơ đó hiện tại người ta chỉ mới cứu xét cho tới năm 2002 thôi anh. Thành ra coi như mình cũng phải chờ trong cái thời gian khoảng chừng 4 năm. Chỉ có là nếu trong anh em thì mình bảo lãnh, thì nếu có các cháu nào mà sắp sửa tới 21 tuổi đó thì mình chỉ có phải làm bảo vệ tuổi thôi. Còn nếu không có ai tới 21 tuổi hết thì mình không có phải điều gì để lo lắng. Còn nếu có những cháu sắp sửa tới 21 tuổi thì mình sẽ biết rằng khi quá 21 tuổi thì coi như là mình sẽ nằm ra ngoài cái hồ sơ, như vậy thì mình phải xin bảo vệ tuổi. Còn nếu bằng không thì mình chỉ có chuẩn bị coi như còn 4 năm nữa có thể là cũng lo passport được rồi. Tại vì những cái điều đó nó rất là đơn giản, thì làm passport ở Việt Nam thì bây giờ nó cũng rất là dễ. Thành ra khi cái người vợ bảo lãnh, tức là coi như chị bảo lãnh cho anh em ở bên Việt Nam, thì mình chỉ có đầy đủ giấy tờ. Nếu có kết hôn thì là mình phải có hôn thú. Nếu các con thì mình phải có giấy khai sinh. Thì thật sự khi bảo lãnh như vậy thì tất cả nguyên cái gia đình mình được đi hết. Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, 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 cảm ơn. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. À. Alo. Dạ, cho em hỏi là 2 năm trước em làm giấy tờ bảo lãnh cho bố mẹ em và hai đứa em của em trên 21 tuổi. Và bây giờ thì bố mẹ của em đã qua rồi và có thẻ xanh, và muốn chuyển cái hồ sơ để bảo lãnh cho hai đứa em của em ở Việt Nam. Thì cái thời gian 2 năm trước nó có được cộng dồn vô cái thời gian sau này để đợi hay không ạ? Dạ không chị, tại vì chị bảo lãnh cho anh chị em thì khác với cái hồ sơ của cha mẹ lãnh cho con. Thành ra hai cái hồ sơ đó nó đi khác nhau. Với cái thứ hai nữa, thật sự chị đã bảo lãnh 2 năm rồi, thì thật sự nếu có đổi qua cái hồ sơ kia đi nữa, nó không có giúp mình cái gì hết. Tại coi như hai cái hồ sơ đó nó sẽ tiếp tục đi như vậy thôi. Tại vì hai bác đó là chưa kể, nếu trường hợp những người kia họ đổi ý mà họ có kết hôn, thì cái hồ sơ anh chị em bảo lãnh nó sẽ không bị ảnh hưởng, tại vì chị đã có quốc tịch rồi. Còn nếu mà trường hợp hai bác đang có thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân thì bảo lãnh được. Tuy nhiên nếu những người đó đổi ý mà nếu họ lỡ kết hôn thì như vậy cái hồ sơ của mình nó sẽ trở nên nó hỏng đi hết.
Như vậy thì rất là cẩn thận. Đa số là khi chúng ta chọn một cái chương trình để chúng ta bảo lãnh, coi như nghĩ rằng ai sẽ đứng ra bảo lãnh, chúng ta phải có một cái quyết định thật là đứng đắn mới được. Và chúng ta cũng phải tham khảo, coi suy nghĩ cái điều nào nó có lợi, có hại hơn. Tại vì cái hồ sơ phải chờ 11, 12 năm. Mà nếu bây giờ nhỡ trong cái thời gian đó thì mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhỡ các em của mình bây giờ mình đang bảo lãnh là độc thân, cha mẹ có thể đứng bảo lãnh được. Tuy nhiên nếu các em mà lập gia đình thì coi như cha mẹ không còn bảo lãnh được nữa rồi. Thành ra thật sự trên cái hồ sơ này chị nên giữ cái hồ sơ của chị thì tốt hơn. Tại vì còn phải tới 8-9 năm nữa mình mới biết được cái kết quả của cái hồ sơ, nên mọi chuyện có thể thay đổi. Dạ, xin cảm ơn chị. Dạ. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Alo. Alo. Dạ, xin mời đặt câu hỏi. Dạ, xin chào. Dạ, cho anh hỏi là coi như là mẹ em bảo lãnh cho em trai của em. Thì làm em trai của em lúc đó là 20 tuổi thì có được đi dưới diện dưới 21 tuổi không ạ? Lúc mẹ làm bảo lãnh cho em trai, lúc đó là mẹ em có quốc tịch hay không? Dạ, mẹ em là có thể sanh thôi ạ. Dạ, có thể sanh. Tức là coi như mình bảo lãnh cho em trai 20 tuổi thì thật sự nó sẽ cứu xét trên cái diện là của 20 tuổi. Nhưng mà khi cháu sắp sửa cái 21 tuổi, tại vì cái này nó phải tùy theo cái năm. Tại vì trong cái diện bảo lãnh của thẻ xanh, bảo lãnh con dưới 21 tuổi, nó có nhiều cái trường hợp khi con 20 tuổi, trong 2 năm vừa qua, thì những cái xáo trộn có giai đoạn là chúng ta coi như là không phải chờ gì hết. Rồi có những cái giai đoạn là chúng ta phải chờ trong cái thời gian là mấy tháng. Rồi có giai đoạn là chúng ta phải chờ hơn một năm. Thì hiện tại là mình phải chờ trên một năm. Thì cái trường hợp đó mình phải biết cái ngày của bác lãnh và mình phải biết cái hồ sơ khi mình nộp họ người ta approve hồi nào mới được chị. Dạ, xin cảm ơn chị nha. Dạ, nếu chị thắc mắc, cái câu hỏi này nó sẽ dài lắm. Nếu chị còn thắc mắc, ngày mai chị gọi ở văn phòng đi. Số điện thoại là 714-350-6298. Thì những cái hồ sơ này sẽ giúp cho chị được hơn. Tại vì nó sẽ mất cái thời gian rất là dài mà chúng ta không còn đủ cái thời gian nữa. Xin cảm ơn chị. Dạ. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Alo. Alo. Dạ, xin mời đặt câu hỏi ạ. Alo. Dạ. Đào nghe đây, chị đặt câu hỏi đi. Dạ, thưa chú, con muốn bảo lãnh cho mẹ con á, mà con có quốc tịch á. Vâng. Thì nhưng mà con có đứa em 13 tuổi. Vâng. Thì con có kèm theo nó được không? Hay là con phải bảo lãnh mẹ con trước rồi xong rồi mẹ con bảo lãnh lại cho nó? Thật sự, con phải lãnh cho mẹ con trước rồi mẹ con tới đây, mẹ con có thẻ xanh. Thì mẹ con sẽ lãnh cho em con. Thì cái hồ sơ nó cũng sẽ nhanh thôi. Tại vì con lãnh cho mẹ con thì không có phải thời gian chờ đợi gì hết. Tức là mình lãnh xong cái hồ sơ thì trong vòng một năm thì mẹ con tới rồi. Thì em con nó vẫn còn trong cái tuổi của dưới 21 tuổi. Thì mẹ con lãnh cũng hơn một năm thì em con tới thôi. Thì trong vòng 2-3 năm là mình sẽ xong hết cái hồ sơ rồi. Chỉ có cái là lúc mẹ con đi thì phải có cái người nào để giám hộ để giữ cho em con, tại vì nó còn dưới tuổi đó. Thành ra mình sẽ nên làm cái hồ sơ nhanh chừng nào tốt chừng đó, để cho mẹ con tới sớm đi, rồi xong rồi cái mẹ con lo cho em con. Xin cảm ơn con nha. Ok. Dạ. Thì có những cái trường hợp. Dạ, nói đi. Ok. Dạ, thì con có một trường hợp nữa là bảo lãnh cho chồng mà có thẻ xanh đó. Chú thì cái trường hợp đó như thế nào hả chú, bao nhiêu lâu á? Tại vì ở bên Việt Nam á, nó gửi về cái thư là nó bị delay lại cái visa, thì con không biết chừng nào cái đó là nó thật bị sự, làm sao nó delay lại. Tuy nhiên cái hồ sơ đó cũng chỉ hơn một năm là sẽ đi thôi con. Thành ra cái thẻ xanh bảo lãnh cho chồng giống như cái thẻ xanh bảo lãnh cho con dưới tuổi vị thì dưới 21 tuổi vậy thôi. Thì nó sẽ giống như trường hợp tại vì cái đó là người ta nộp hồ sơ vào tháng 9 năm 2014. Dạ. Thì nó khoảng bao lâu hả chú? Tại vì thật sự hiện tại đang cứu xét tới năm 2013 thôi. Tháng 9 năm 2014 thì mình sẽ chờ khoảng thêm mấy tháng nữa thì mới tới con. Dạ. Tại vì người ta nhận được cái thư approval của Approval không có nghĩa là mình sẽ đi. Approval xong mình phải chờ người ta kêu mình đóng tiền thì mình mới đi được.
Thành ra cái hồ sơ khi chúng ta thấy nhận được cái approval thì chúng ta chỉ có chờ để chuẩn bị tất cả những cái hồ sơ mình bảo lãnh cho con dưới tuổi vị thành niên, hoặc là trong trường hợp bảo lãnh cho vợ, cho chồng, thì passport và những cái điều kiện bảo đảm tài chánh đó, chúng ta phải chuẩn bị hết tất cả cho nó đầy đủ. Tại thông thường cái người thẻ xanh nhiều khi mình mới tới, mình chưa có công ăn việc làm đó, mình phải tìm người cô sai, thành ra mình phải lo việc đó trước. Tất cả những cái việc đó nếu mình đã có sẵn thì cái hồ sơ mình có thể chấm dứt cái hồ sơ một cách rất là dễ dàng. Tuy nhiên cái người ở bên Việt Nam để đi phỏng vấn thì cái điều đó mới là cái điều rất là lo. Là tại vì những cái trường hợp của cái người thẻ xanh đi qua bên đây để bảo lãnh lại cho vợ ở bên Việt Nam thì thông thường chúng ta vấp phải là từ vấn đề ngôn ngữ cho tới phong tục. Do đó tất cả những cái chuyện gì để hướng dẫn cho vợ của mình hay chồng của mình thì thông thường mình không có biết luật pháp bên Mỹ, thành mình không có biết để mà hướng dẫn được. Rồi mình cũng không biết những cái tiêu chuẩn người ta đòi hỏi mình những cái giấy tờ gì. Thì những cái hồ sơ đó chúng ta cần phải hiểu cho rõ trước khi chúng ta đi phỏng vấn. Tối thiểu là cũng 4-5 tháng hay là 6-7 tháng trước khi chúng ta đi phỏng vấn là chúng ta phải chuẩn bị để chúng ta biết lại cái câu chuyện của mình. Làm sao quen biết nhau, rồi có liên lạc thường xuyên không, rồi liên lạc như thế nào, rồi có gửi tiền, có thơ từ, có hình ảnh. Tất cả những cái chuyện mà quan hệ giữa hai người để chứng tỏ đây là... Tại vì cái người đó có con rồi, có con với nhau rồi, có giấy khai sinh ở đây, con thì đẻ ở đây trước. Nhưng mà cái điều đó là cái sai lầm rất là lớn. Rất là nhiều người bảo, tôi đã từng có visa đi qua Mỹ đi du lịch xong rồi tôi kết hôn trên nước Mỹ. Như vậy thì nghĩ rằng cái hôn thú của mình nó có giá trị hơn cái hôn thú bên Việt Nam. Không có phải như vậy. Và điều thứ hai là nghĩ rằng mình có con thì là coi như bắt buộc người ta phải cho mình đi. Cũng không có đúng. Mình có con là một chuyện. Cái quan trọng là người ta muốn biết cái hôn thú của mình là cái hôn thú thật sự hay là mình chỉ muốn có một đứa con để mình được đi Mỹ thôi. Thành ra cái điều đó thì quan trọng hơn. Cảm ơn con. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Alo. Xin mời đặt câu hỏi. Chào luật sư. Em có bảo lãnh cho người chị của em hồi tháng 3, 2003. Mà có kèm theo một đứa cháu, có lúc đó là cháu dưới 21 tuổi. Bây giờ em không biết là đứa cháu có được đi chung với mẹ nó không. Năm nay nó cũng khoảng 30-31 tuổi rồi. 30-31 tuổi thì có thể là nó ngoài cái trường hợp của mình, là tại cái hồ sơ mình bảo lãnh chờ mười mấy năm. Thì khi mình nộp hồ sơ, tức là coi như cháu cũng đã 18-19 tuổi rồi. Do đó nếu mình có xin bảo vệ tuổi thì thông thường sở di trú trễ nhất là thường thường 8-9 năm sau thì người ta cũng đã approve cái hồ sơ của mình rồi. Ngoại trừ mình có những cái trường hợp gì khác thì mình không biết. Tuy nhiên thông thường thì cái dễ nhất chỉ khi nào mình nhìn trên cái hồ sơ, mình coi trên cái I-130 của mình á, lúc mình nộp ở trên cái trang 2 đó, mình có điền tên của cháu và mình coi. Tại vì có cái đó mình mới biết được cái ngày sinh của cháu, thì mình mới biết được. Thì cái này nó sẽ rất là dài dòng. Thôi ngày mai đó sắp sửa cái giờ nó sắp hết rồi đó, không có thể trả lời cái câu này rất là dài. Thành ra ngày mai có gì á con gọi lại văn phòng đi, sau 9 giờ sáng đó, 714-350-6298 thì luật sư sẽ trả lời cho con cho nó dễ. Khi chúng ta chuẩn bị một cái hồ sơ thật sự á, có những cái lúc thì những cái hồ sơ giống như cái trường hợp mình bảo giờ không biết cái hồ sơ có đi được hay không. Thì cái điều đó nó rất là khó khi mà mình không có những cái dữ kiện ở đây. Nếu mình muốn xin bảo vệ tuổi, mình phải biết là lúc mình nộp hồ sơ thì bao lâu sở di trú approve. Và trên cái thời gian chờ đợi đó thì mình có những cái trường hợp nào mình có thể giải quyết được hay không. Thì Đào sẽ không còn thời gian nữa. Nếu quý vị còn tất cả những thắc mắc thì quý vị cũng có thể liên lạc với Đào ở văn phòng sau 9 giờ sáng. 714-350-6298 thì Đào sẽ cố gắng trả lời tất cả quý vị. Và Đào xin cảm ơn tất cả quý vị đã đóng góp vào cho chương trình càng ngày càng phong phú hơn. Chúc quý vị một đêm ngủ ngon và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần tới, cũng vào tối thứ hai từ 6 giờ tới 7 giờ trên băng tần 56.5 của đài KVLA. Đào xin kính chào tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại vào tuần tới.